Hi, xin chào các bạn, mình Tabon. Nay mùng 3 Tết, mình gửi đến anh em tất cả Bình Long, Bình Phước, gửi đến thằng Hot Boy Xăm Chỗ và thằng Nánh Xì Bo. Năm mới đéo anh em thịnh vượng đâu, riêng hai đứa mày, hai miếng thái, nghe anh em người ta chửi nè. Còn em tính đâu, em không biết cái gì hết đó, em chỉ có cái rượu cán vàng ha. Anh thích gì đây nè, về Bình Long nè, đó, quốc lộ 13 ra gặp em ha. Em chặt chết mẹ luôn nè. Ok ha. Ok. Ông ai gửi cho em điện thoại. Xịt mũi luôn. Chụp quay đó. Đồ mà mi răng. Mi đồ mà mi răng. Đó là hình xăm mày đồng. Đó là hình xăm mày, mày rất là hot boy. Mày 200 triệu hả? Mày quay cái hình xăm cho tao ơi. Hình xăm mày bao nhiêu tiền? Đồ má mày 200 triệu hả? Mày là hot boy xăm chỗ đúng không? Mày ngán thở đâu hả? Gì? Mày có con dao cán vàng, mày thấy con rửa cán gỗ chưa? Đủ má mày, mày về Bình Long là mày biết cái mặt tao quốc lộ 13 nè. Thường tao cho mày số điện thoại không? 0909999999 thì gặp tao cho cái hàng đi. Nãy giờ không có xăm chỗ, bây giờ tới đánh xì bò. Nghe nè, cái trình của mày chỉ tắt thức tao thôi. Nè, nghe thằng bạn tao gõ cho mày nghe nè. Cái trình của em tụi tao á thì rất là nhiều. Nhưng đối với mày, tặng mày một bài nhạc sến là đủ rồi. Cái trình của mày đéo có cho em tụi tao, ok. Thôi, đừng quay mặt được. Năm mới anh em tụi tao chúc mấy thằng sủ nhi như mày á lớn thành con ngu ma dương giùm tao cái hả? Đừng có làm mấy thằng sủ nhi hoài ha. Năm mới tao thì chúc anh em Bình Long tao, Bình Phước tao năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình vợ con và bạn bè. Còn như hai đứa mày, chúc hai đứa mày vạn sự bình an, đừng có đem hai ngoài đường vì hai mày hai ngoài đường bị chém chích mẹ hai đứa mày á. Ok anh em mình đâu rồi? Con về 93 Bình Long nha. Anh đừng ta tiếp mày nha. Ok. Bích tên gì đồng. Gì đồng răng. Vẫn là câu kết. Chào thân ái, hàng biến thái. Ok. Chào hot boy xăm chỗ. Chuyện khoe của đó là chuyện rất là bình thường. Cổ mình làm ra, mình khoe. Chẳng có gì để nói chứ. Còn tại sao tao quay clip mày tao chửi thẳng cái mặt của mày? Tại vì mình đang làm chuyện đéo bình thường. Tại sao có người có của, có cơ ngơi đồ sộ mà người ta không có khoe? Tại vì người ta có cái đầu, người ta làm việc, người ta kiếm cái đồng tiền, người ta bước từng bước, từng bước, từng bước đi lên. Người ta thấy mấy chuyện nó rất là bình thường, chẳng có gì. Còn mày, mày đéo có cái đầu, mày chỉ chồng cái mông lên để lấy tiền thôi. Mày chỉ lo hoạt động cái mông thôi, biết chừng nào cái não của mày nó mới phát triển. Mày quay mấy clip gì mày có thấy ai khen mày giàu quá, mày có tiền quá hay là mày sau đó có ai khen mày gì không? Tao thấy ổn người ta chửi chết mẹ mày luôn á. Chuyện của mày á rần rần bữa giờ người tao thấy thôi cũng kệ mẹ mày. Mà hơn sao bữa nay từng đi nhậu mới về nó ngay ngày 1 Tết. Lên Facebook coi, chuẩn bị đi ngủ rồi đó, lên Facebook coi. Thấy đồ mắc clip sầu lồn của mày ở trên Facebook nữa, xuất hiện thêm một clip mới. Thì sẵn dịp năm mới đầu năm tao quay một clip tao chửi thẳng với quan mặt của mày cho mày có một năm thật là hãm lồn. Tao nói thật mày tin tao đi, tao đéo biết nói dốc. Mày có coi clip của tao á mà có thấy khó chịu trong người á thì chịu khó xíu đi nha, chứ mày đéo có làm được con gặt gì tao á.
Ok, tao nói thật, mày tin tao đi, tao đéo biết nói dối. Xin chào thằng em. Xin giới thiệu với em, anh là Kai em, hoàng thượng. Nghe danh em đã lâu. Em có phải là hot boy xăm chỗ không? Hôm nay á, là anh muốn nói lên là để dạy đời cho em biết. Đối với em á, ra ngoài xã hội em như là một hạt cát hơn. Anh đây là gọi là một thứ gọi là có số ở xã hội. Dân chơi bốn mùa. Dân chơi bốn mùa. Thích mùa nào là anh chơi mùa nấy. Mẹ hôm nay là gặp em là anh đã hot quá rồi. Vì em nói chuyện là như một thằng con nít, không có đủ tư cách để lên Facebook để nói chuyện với anh. Anh là bình thường thôi, em thuê 50 chai để đâm mỗi tay à. Đâm là trừ là đủ má, em là bình thường. Anh á đủ mà bỏ 500 triệu. Bắn nát cái đầu em luôn, bắn mỗi tay luôn. Biết cho em, thằng em. Em biết anh là ai chưa? Anh là cây em. Biển số xe của anh 43A05982. Thằng em, quay cái xe ô tô mấy đứa thấy. Em đã thấy chưa? Thế lực ngầm. Anh là chỉ đi ô tô đâu. Em đi bộ tìm chiến thắng là mỏi chân rồi. Anh là đi ô tô. Từ nhà anh tới chỗ anh chơi là chỉ có đủ mà 10 bước chân mà thích đi ô tô. Số má như anh là đủ, không thích nói nhiều với em đâu. Với em để điện đấy. Đủ mà anh cần thiết là đủ mà anh nói đâu ít mẹ cái mà đủ mà em lâu nó chó rồi lâu ngay đủ mà em ơi.